Chúng ta xem xét công thức phân trong đề khảo sát toán 12 của trường trung học phổ thông số 3 An Nhơn, Bình Định năm 2024. Trong cái đề này thì chúng ta không thấy cái gì liên quan tới thích phân ha, nhưng mà mình lại nói nó là công thức phân. Là bởi vì ở đây người ta cho cái thông tin F phẩy và một vài cái thông tin liên quan F, nhưng yêu cầu tính toán liên quan đến F. Thì chúng ta có một cái mối liên hệ giữa F và F phẩy, đó chính là thích phân ha. Cụ thể, nếu chúng ta có F có đạo hàm liên tục trên đoạn AB, thì chúng ta sẽ dẫn đến tích phân từ A đến B của F phẩy viết đi thì bằng FB trừ A. Từ đây chúng ta cũng sẽ có cái manh mối để chúng ta tính toán những cái biểu thức liên quan đến giá trị hàm F ha. Khi mà chúng ta có phải rồi, chúng ta sẽ sử dụng điều này để xử lý ha. Trước hết chúng ta chú ý rằng cái hàm số này nè, thì tập xác định của nó có tập xác định là hợp của ba khoảng R nhau ha. Rồi, đây là trừ 2, đây là 2, được ha. Và vẽ cái trục số thật. Rồi chúng ta có cái thông tin của hàm số tại trừ 1, 1 ha. Rồi, tiếp cùng màu nha. Trừ 1, 1. Có thông tin của hàm số tại trừ 3. Không phải thực sự là thông tin mà có cái giả thiết này nó liên quan tới trừ 3, 3. Mình chỉ thể hiện tương đối thôi, chứ không có đúng tỷ lệ nha. Số 3 chứ có nhìn lắm. Rồi chúng ta cần tính toán biểu thức liên quan đến trừ 4, 4 và 0. Còn 0 nó nằm trong cái khu vực này. Rồi, còn trừ 4 nằm trong khu vực này. Và còn 4 nằm trong khu vực này. Như vậy chúng ta sẽ lập cái hiệu của F 4 trừ cho F3 thì nó sẽ liên quan tới đạo hàm ha. Tương tự như vậy F trừ 4 với F trừ 3, rồi F trừ 1, F1 liên quan F0 ha. Thì thật ra chúng ta có thể chú ý đến điều này. Chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa F0, F trừ 1, F1, liên hệ giữa F3 và F4, F trừ 4 và F trừ 3. Ta có này. Nếu chúng ta không xử lý khéo thì chúng ta trình bày rất là dài dòng. Khi mà mình trình bày như thế này thì mình nói rất là nhiều, ghi chú nhiều, nhưng mà khi tính toán thì chúng ta có hoàn toàn có thể tính toán rất là nhanh ha. Chúng ta có F4 nè, trừ cho F3 nè, bằng tích phân từ 3 đến 4, F7 đi. Rồi F F trừ 4 trừ F trừ 3 bằng tích phân từ trừ 4 đến trừ 3 phải đi, mình viết ngược ha, F trừ 3 đến trừ 4. Chú ý cái công thức bên trên này vẫn đúng khi A lớn hơn B ha. Rồi chúng ta có F chú ý đây. Liên hệ giữa F trừ 1 và F0. F0 đi trừ cho F trừ 1 thì bằng tích phân từ trừ 1 đến 0. F. Rồi chúng ta có F0 trừ cho F1 thì bằng tích phân từ 1 đến 0 ha. Một cách tự nhiên chúng ta cộng hết tất cả cái vế trái này, nhưng rất tiếc cộng như vậy thì nó sẽ ra xuất hiện là F4 cộng cho F trừ 4 cộng cho 2 lần F0.
nó không phải là cái mà chúng ta cần tính ha. Như vậy chúng ta sẽ nhân hệ số thích hợp nè, hay là nhân hệ số 1 phần 2 vô cho cái đẳng thức thứ ba và thứ tư nha. Hai cái đẳng thức, hai cái này nhân 1 phần 2 vô thì chúng ta sẽ có được là F4, F trừ 4 cộng cho F0 rồi cộng cho F4 trở lại, phải không? Cái đó chúng ta cần. Rồi trừ cho F3 cộng cho F trừ 3 nhóm ha, để cộng 1 phần 2 F trừ 1 cộng cho F1 là F1 cộng F trừ 1 ha. Rồi bằng cái tích phân, các cái tích phân bên phải nha, bằng tích phân từ từ 3 đến 4, 1 trên cho bằng 1 trên x bình phương trừ 4 trên x phương trừ 4. Cộng tích phân từ trừ 3 đến trừ 4 f phải x để không 4 trên cho x bình phương trừ 4 x cộng 1 phần 2 tích phân từ trừ 1 đến 0 4 trên cho x bình phương trừ 4 để rồi cộng 1 phần 2 tích phân mình không có cân nhắc trước nên nó viết nó hơi dài dòng, nó phải xuống dòng nhiều lần ha. Tích phân từ trừ 1 từ từ 1 đến 0 ha. 4 trên cho x phương trừ 4 trí. Tất nhiên ta có thể hoàn toàn tính toán bằng tay ha, ta quy về tính tích phân của 1 trên x trừ 2 rồi 1 trên x cộng 2 ha, phân tích theo mẫu á. Nhưng mà ở đây thôi, rửa máy cho nhanh. Rồi chú ý biểu thức mình ta cần tính đặt là t đi, này chính là t ha. Rồi thì chúng ta có t nè trừ cho tổng F3 với F trừ 3 thì nó bằng gì? Bằng 2. Tổng F trừ 1 với F1 thì bằng 2 nhân 1 phần 2 bằng 1. Có vấn đề tập tỷ ha. Nói chung là người ta tính tích phân này xong người ta cộng thêm 3 ra kết quả ha. Dạo này nó hơi dơ. Các bạn có thể sử dụng Casio để tính cái mấy cái tích phân bên phải nè, tổng bên phải ha. Nhưng mà các bạn có thể chú ý đến cái tính chất chẵn của hàm số để chúng ta có thể tính được nhanh cái tổng bên phải này bằng không nè. Như vậy chúng ta sẽ có t bằng 3 ha. Được ha.